mấy nay chỗ này cứ đau hoài à, không biết bị gì luôn. Mà thôi, xách giày đi đá banh cái hả, tính gì tính. Nó trước khi đá thì mình quýnh hai trái chuối cái cho có sức để lát vô chặn múa múa. Đá 5 giờ mà 4 giờ 50 ba khứa này nó mới lên mới đi chung nè. Nó rồi bắt đầu là tới săn mang giày chuẩn bị chiến. Đội bạn thì đông đủ, đội tôi thì sẵn sàng luôn. Trận chiến bắt đầu thì vừa vô bị đội bạn nã một quả, còn tôi vừa vô thì vậy nè. Cái gì vậy bà nội? Sau cái pha của tôi thì tiếp tục thua thêm hai bàn liên tiếp nữa anh em ơi. Lúc này là cả đội đang bế tắc thì Messi đã vào sân, thì vừa vô Messi đã nã một quả, đã gỡ lại từ từ cho đồng đội và tiếp tục quả thứ hai và thêm quả thứ ba nữa, quá dữ dằn luôn. Còn lúc này thì thằng gòn quẳng vậy thì hay nè nó, chứ không làm gì được hết trơn á. Khúc này bắt đầu tiếp tục xỏ hán quả đầu chiên cho chú tịch, trời ơi pha bắt ngực hay dở nha. Đầu chặn tới cuối chặn thì tôi xúc được trái vậy nè nó, rồi kết thúc trận đấu thì đội tôi thua. Nhưng mà ông này hay nè, à, anh ghi hát chứ gì, tại sao tao kêu bằng Messi lỗi vậy? Tại mời chặn nó được có chặn à, còn như lỗi không à. Giờ thách ông cầm trái bóng này làm 5 động tác lên bóng, ông có làm được không? Kỹ thuật thì có một sao, sao thử thách khó khó không gì trợ. Nói nhiều quá à, có làm được không? Trời trời trời, khi dễ tao mày. Let's go. Còn cái gì khó khó hơn nữa không, làm luôn đi. Còn lại đây nè. Cái gì? Mình thách thìa đá vô cái cầu tắm đó đó. Có ai chổng mày? Không đâu, yên tâm. Ừ. Có không? Chắc. Trời ơi trời. Trời ơi trời, cái gì cha, tắm không yên nữa. Khoan 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 khoan. Chạy bảo rồi, bảo rồi, bảo rồi. Một ngày đi tặng lồng đèn của mình sẽ như thế nào? Đầu tiên là được chú Quân vừa ốc ở xóm hỗ trợ, rồi còn tụi mình thì mỗi đứa một ít. Xong tụi mình đặt những cái lồng đèn như thế này nè. Tối đó thì tụi tôi xúm nhau để làm thì sẽ được một thùng chào bá để sáng mai đi tặng nè. Nhìn quá là dễ thương luôn. Địa điểm của tụi mình đi là Vĩnh Hải, Vĩnh Châu, Sóc Trăng nha mọi người. Cứ đi mày đường mà gặp mấy bạn nhỏ mà bán vé số hoặc là nhà nào mà khó khăn ấy thì tụi mình vào tặng nhà tụi mình tặng luôn à. Quà tặng thì được một cái lồng đèn qua 50.000, thì không có nhiều nhưng đây là tấm lòng của tụi mình, thì để cho mấy bạn nhỏ ở đây có được một cái lồng đèn như những các bạn khác á. Thấy tặng xong thì mấy bạn nhỏ vui quá trời vui luôn, coi hai ông này là nhìn mắc cười chưa. Đi vào khúc này cái mình nhìn xung quanh nhà, trời ơi trời quá là khó khăn luôn, phải chi á mà kinh phí được nhiều ha, nhưng mà lắng cắn cái chỉ có nhiều thôi à. Tặng đến đây thì cũng đã gần hết lồng đèn rồi, còn mấy cái nữa thì mình về sớm mình, còn những bạn nhỏ ở đây cũng rất là khó khăn luôn. Cảm ơn các anh và tem đã hỗ trợ cho các bạn nhỏ có một mùa trung thu thật là ấm áp nha. Giờ thì chúc mọi người trung thu thật là vui vẻ nhé. Nắng quá thì kiếm chỗ nào núp chiều đi đá banh thôi. Bán ly Milo, nay có tiền nghỉ uống cà phê uống Milo cho nó sang. Chiều nay gắng gắng sử dụng skill chăn là thiếp rồi. Cái gì đó anh? Trời ơi, trời chưa nắng không ngủ chưa, đi đâu lum bum ăn cho trời. Ngủ quá. Mới ngủ dậy giờ này là 4 giờ mấy, giờ mình đảo vòng vòng rồi xong rồi lát mình đi đá banh. Chiều à, thật là mát mẻ. Ok, đi đá banh. Hôm nay bầu trời đẹp, lát ghi bàn phải đẹp. Let's go. Khởi động à. Alexco. Nope. Chiến. Rồi ok, vào chặn, vừa vào chặn mọi người biết tôi làm gì không? Sọ hắn cái đe tính gì tính. Rồi tiếp tục là nhận một đường chọt của đồng đội, xúc chạy lưới luôn, trời ơi quá đẹp. Tiếp tục là đảo chân, trời ơi xà quằn. Lại tiếp tục là đảo chân bị bắt luôn, trời ơi xây cấp 3 luôn cho mọi người xem nè. Còn cái tình huống này là che người xong là hết giờ luôn, tại đông quá đá được chút xíu rồi. Hôm nay hết thách chết rồi, buồn rồi. Rồi về ngủ, live stream. Ê Nhận, nếu mày xây bóng được như thế này thì sẽ có mũ quà cho mày. Chiều nay ba giờ xuống sân biểu nhận quà. Okay. Nếu em làm được cái động tác này giống anh đó, thì em sẽ nhận được một món quà. Okay. Rồi. Đó. Rồi ok, chiều 3 giờ xuống sân miễu nhận quà. Ê, hey, giờ anh làm động tác gì, em làm theo động tác đó, nếu được anh sẽ tặng em món quà. Cái gì dễ mà, em làm cho coi. Ok. Cái gì đó anh ơi? Em. Rồi ok. 3 giờ chiều chạy lại đằng sân miễu nhận món quà. Ok. Ơi. Sao anh? Bây giờ anh làm động tác gì, em làm theo động tác đó, nếu được anh sẽ tặng em món quà. Ok. Động tác quá đơn giản. Đó. À, xí nè. Ok, 3 giờ chiều lại sang biểu rồi sẽ tặng món quà. Ok anh. Quà đâu? Mở lịch xem mày ơi. Trời ơi, bị nó dụ rồi mấy mày ơi. Rồi đó, ngon rồi đó, chiều nay đá là thấy ngon rồi đó. Đi.
đi đá banh kìa mẹ ơi. Đi lên xe giặt đồ cái đi hai đi đá banh. Nhà có máy giặt mà mẹ. Đi ra giặt đi, có ai nói gì đâu trời. Ok ok ok. Thấy bà ngồi cướp điện. Mẹ ơi cướp điện mẹ ơi. Thì đó giặt xong đi rồi đi. Lẹ 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 để con kịp. Đi tắm luôn. Ủa, không đi đá banh hả? Trời ơi, giặt đồ tới sẽ trễ giờ người ta luôn. Giờ mới tắm xong, giờ đá đóng gì nữa. Trời ơi. Vậy chưa chưa. Khó, quá khó. Let's go. Tao. Vậy. Quá tuyệt vời. Vừa vừa. Trời ơi, tiếp. Trời ơi, tiếp. Trời ơi, quá. What? Cả trái quá tuyệt vời, còn giọng. Hay, tiếp theo. Dữ dằn qua ra ngoài luôn. Cuối cùng trái khó nè. Trời ơi, đã đâu vậy ông nội? Bắt đầu. Khó, dễ. Trời ơi, quá dễ rồi ông vô nữa. Hay rồi, vô rồi, tiếp theo. Quá tuyệt vời. Quá dữ dằn. What? Trái này không vô nữa đi. Trời ơi. Quá dữ. Tôi dữ. Anh hả? Gì? Ngoài câu cá sao nó chán vậy? Sẵn có giúp anh nè, anh có chiêu nào mới không? Biểu diễn cho anh em ta coi. Còn cái chiêu này mới nè, mới học từ anh Đỗ Kim Phúc. Xoay, xoay bóng. Mà không những xoay trên cái tay đâu mà xoay trên cái cần câu luôn. Cầm nhìn ra. Ghê chưa? Lại gần kẻ kỹ nè. Nè. Xoay rồi đó. Xoay rồi đó. Ăn cơm xong đi trả tiền nước. Chiều đi đá banh. Đi trả tiền cà phê cái. Trả con trái dừa ơi cô ba. Chứ tính tiền luôn. Thì mười mấy ly đó trả tiền nè. Mấy ly đó sao? Nè. Hỏi tôi lại đi. Cái gì chắc anh hả? Đó. Nó trả nhiều tiền nè. Không biết chiều nay ghi bao nhiêu trái nữa. Chắc hai trái. Thôi hát chiếc đi. Thay đồ đi đá banh. Thấy cái đôi hôm qua. Nope. Rồi vào sân chuẩn bị quất thì vừa vào trận tôi có được bóng tôi lướt trên mặt sóng thì làm gì đây, quẳng là tên gom chiền cho đồng đội. Trời ơi. Còn pha này hên lâu lâu được xử lý cái. Còn cái pha này qua người 1-1 chảy mà thủ môn hay quá. Còn cái pha này phải gọi là đúng đỉnh luôn nè mọi người coi nè. Nè 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 nha. 1-1 chạm nè, nè nè làm gì đây nè. 2 chạm nè, 3 chạm nè, 4 chạm nè. Chọt xuống nè, làm gì đây, xúc, trời ơi. Thì nãy giờ mọi người chưa thấy tôi ghi bàn phải không, đây là tôi chớp thời cơ nè. Ghi bàn vào hết giờ luôn. Kết thúc trận đấu. Bây giờ trận chung kết rồi, anh em mình phải đá hết bình. Đá cái giò lên tới cái đầu cho anh. Anh có cái chai xịt giảm đau thể thao này nè. Nó giúp giảm đau, giảm sưng và tăng cường sự linh hoạt của các khớp và cơ bắp. Chẳng thường cứ để anh lo. Anh làm chai này nhiêu cho anh? Trời ơi, chai này rẻ à. Vừa túi tiền anh em. Thôi thôi thôi, thôi. Vô đá rồi tới giờ. Đá hết bình nha. Chạy 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 đi, chạy đi. Quất nó, đã hết bên cho anh. Quất. Sao? Đau. Rồi, đứng dậy quất tiếp. Đứng dậy quất tiếp. Ây da, tới đây. Đau. Rồi, đứng dậy quất tiếp. Trận chung kết mà. Vô. Quất. Thì anh có nói là nó chỉ xịt giảm đau thôi chứ nó không có nói là lành chân đâu. Trời ơi, mất luôn cái cúp, treo cái giò. Thân gom mà nhìn nhọn phá làng phá sớm. Tôi làm gì mày? Đang tập dây kháng lực để sức mạnh. Trời ơi, sức yếu như mày tập là phải rồi, chán ghê chứ. Tập không, mày cho anh Tổng tập chung ra. Đâu, thử rồi. Tập để sức mạnh. Mày á, mày bự đi, mày lựa cũng dày đi. Tao lấy cũng nhiều sai. Rồi vô. Và bắt đầu sốt. Thôi thì làm ai sốt? Quá. Ah!
không có đá banh thì tôi nên làm gì? Ôi, đi theo anh. Ôi, đi theo anh. Ôi, theo anh. Trước tiên, xin lỗi các chủ săn. Xin lỗi. Quà cát là lâu. Hôm nay tôi gặp bàn cầu mưa, giái mưa từ 4 giờ chiều đến 7 giờ tối. Mưa sáng đêm cũng được. Hôm nay tôi không có đá banh thì cũng không ai được đá. Cái gì vậy bà nội? Giái mưa toàn, tàn sát võ lâm. Giái mưa lên bờ xuống đường. Giái mưa ngập như cái bể. Giải mươi kia rồi được mưa. Ngon lành, 4 giờ rưỡi. Xin lỗi các chủ săn và các đội bóng. Mưa thiệt rồi.